Hiện nay tại thành phố Portland, Oregon, chúng tôi đang bắt đầu một cái buổi ca nhạc với chủ đề hát cho Hoa Kỳ và Tổng thống Trump, do phong trào người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Oregon ủng hộ Tổng thống Donald Trump tổ chức. Bây giờ đã đến giờ khai mạc, chúng tôi xin kính mời quý vị đang đứng trong hội trường chúng ta cùng đứng lên và hướng về quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ để chúng ta làm nghi thức khai mạc. Xin tất cả chú ý nghiêm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Xin mọi người cùng hát. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân anh hùng, đồng bào chiến sĩ của lực lượng Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã bỏ mình vì lý tưởng chiến đấu bảo vệ tổ quốc và tranh đấu giải trừ chế độ cộng sản độc tài gian ác. Phút mặc niệm bắt đầu. Điểm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị trong hội trường và đồng hương đồng bào khắp nơi trên thế giới chúng ta cùng an toàn và theo dõi chương trình. Mời các anh chị về vị trí. Và sau đây chúng tôi xin mời vị đại diện của phong trào có đôi lời chào mừng quan khách. Xin quý vị cho chị Mary Nguyễn một tràng pháo tay. Đây là người đầu đàn của phong trào.
Người Mỹ gốc Việt tại cơ quan Oregon ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Và Barry xin đại diện cho phong trào người Việt ở tiểu bang Oregon ủng hộ Tổng thống Donald Trump xin trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt trong hội trường và tất cả quý vị đồng hương trên khắp nơi ở nước Mỹ. Một lời chào rất là nồng nhiệt, một lời chào chiến thắng, một lời chào quyết tâm cho vấn đề ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Xin kính chào quý vị và chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúng ta ủng hộ cho nhau. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một số vị quan khách hiện diện hôm nay. Xin quý vị chào đón cựu trung tá Trần Văn Thư. Xin quý vị một tràng pháo tay. Vị cựu trung tá Trần Văn Thư luôn luôn có mặt ủng hộ chúng tôi một tinh thần rất là cao quý và chúng tôi chân thành cảm tạ cựu trung tá Trần Văn Thư. Và người kế tiếp đây cũng xin giới thiệu đó là nha sĩ Phạm Anh Bình. Anh sĩ Phạm Anh Bình cũng luôn luôn đến với chúng tôi và ủng hộ phong trào của chúng tôi. Và cái tiếp nữa chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu chức vụ của vị hải quân Mary không được rõ lắm là ông Tường Lương. Xin quý vị một tràng pháo tay của vị hải quân thả kính đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn vị hải quân Trần Lương rất Tường Lương rất là nhiều. Và một vị nữa mà có thể là chúng ta cũng sẽ không thể quên được đó là họa sĩ Lê Văn Hưởng. Xin quý vị một tràng pháo tay cho họa sĩ Lê Văn Hưởng. Xin cảm ơn họa sĩ Lê Văn Hưởng đã có mặt ngày hôm nay. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ không có thể nào thiếu vắng một vị mà ở cộng đồng Việt Nam Oregon của chúng ta luôn luôn có mặt anh, đó là đài SBTN, anh Trung. Dạ anh Trung, và xin có vị một tràng pháo tay để chào đón anh Trung. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng nhìn thấy những khuôn mặt rất là quen thuộc. Một vị nữa mà có thể là cộng đồng chúng ta không thể thiếu, đó là nhiếp ảnh gia Vương Sĩ Hùng. Xin có vị một tràng pháo tay chào đón anh nhiếp ảnh gia Vương Sĩ Hùng. Và bên cạnh đó thì có ái nữ của Mary, đó là cô Lê Eliza. Cô có mặt hôm nay và phụ giúp cho Mary để làm phóng viên và chụp hình cho Mary cũng trong chương trình này. Cảm ơn con gái rất là nhiều. Và bên cạnh thì chúng tôi cũng không quên quý vị có một ban đại diện mà chúng tôi vẫn thường xuyên làm việc với nhau, đó là mục sư Huỳnh Quốc Bình. Và mục sư Quốc Bình là người rất là năng nổ và rất là tích cực trong tất cả từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, và chúng tôi trong phong trào một cách rất là tích cực. Xin cảm ơn mục sư Quốc Bình. Đồng thời thì chúng tôi có vị đại diện cho phong trào về vai trò gọi là phó ngoại vụ, đó là anh là Huấn Justin Nguyễn, và luôn luôn nóng đề kỹ thuật, và ngày hôm nay anh giúp cho vấn đề livestream cùng với lại cô phó nội vụ, đó là cô Cổ Vân Ngọc Lan trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và chương trình hôm nay sẽ không thể nào sinh hoạt mà một cách rất là hăng say nồng nhiệt nếu không có sự ủng hộ và nhiệt tình của các anh chị em ca nghệ sĩ ở đây. Cô Hoa hậu, ca sĩ Hoài Trang, nữ ca sĩ Hoài Trang và nữ ca sĩ Anh Tuyết, Tuyết Lan và nữ ca sĩ Lệ Yến, cùng một số vị thân hiểu chị Ngọc Hà, anh Nguyễn Tính, và thật sự là rất là nhiều người đã đến đây để giúp chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin thân ái chào tất cả quý vị ạ. Và chúng tôi cũng không quên là trên sân khấu chúng ta có một dàn âm thanh rất là quy mô, và rất là ngày hôm nay chúng tôi có được một cái sự trình diễn trên sân khấu rất là tốt đẹp, là có sự đóng góp của anh Ba Thảo. Anh là một tay chuyên môn về vấn đề âm thanh, cùng anh Nguyễn Tiến, anh Trần Tiến, anh Trần Tiến sẽ lo vấn đề âm thanh cho ngày hôm nay. Và đó là cái lời chào mà gửi đến quý vị. Sau đó thì Mary cũng xin nhường lời lại cho mục sư của mình để tiếp tục chương trình ạ. Tôi là Huỳnh Quốc Bình, xin được kính chào đồng bào đồng hương khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những vị đang ở trong hội trường này. Cái công việc của tôi hiện nay đó là giảng sự cứu rỗi của Chúa và nói chuyện chính trị Việt Nam và Hoa Kỳ. Công việc của tôi không phải là công việc của một người làm MC, là vì tôi không có cái kinh nghiệm này trong lúc này. Nhưng vì phong trào không có đông người, có những vị mà ủng hộ thì cộng lại chắc tới chừng vài chục người. Nhưng mà những người trong phong trào mà trực tiếp mà quý vị đã nghe được giới thiệu thì có 4 vị thôi. 4 vị đó là đảm trách những cái công việc nó rất là quan trọng ở chỗ này. Tức là chỉ huy cũng họ, mà lính cũng họ, mà gác cổng cũng họ, nói chung là cái gì cũng là những cái chị em đó. Và những vị ngồi trong hội trường này là những người ủng hộ. Và mùa này là cái mùa dịch bệnh, cho nên đó là chúng ta tổ chức một cái buổi như thế này nó không phải là đơn giản. Quý vị thấy
ở trên sân khấu như thế này, ở dưới này có một số vị mà chúng tôi phải đi đúng với luật pháp của tiểu bang Oregon là không quá 25 người. Cho nên quý vị cái đoàn chắc là trong hội trường này không thể quá 25 người, là vì luật pháp ở Oregon này cũng lạ lắm, tức là dành để áp dụng cho những người tử tế, còn nếu mà biểu tình đập phá thì cả mấy chục ngày qua là đập phá, đứng sát bên cũng được, không cần mang gọi là khẩu trang gì cả. Đó là luật pháp của tiểu bang Oregon và chúng ta cần chấm dứt cái này trong một ngày rất là gần. Thì trong cái buổi tổ chức hôm nay, mở đầu sẽ là một cái nhạc phẩm sẽ làm cho chúng ta ở khắp nơi nghe cái nhạc phẩm này là quý vị sẽ lên lên đàn. Bây giờ xin trân trọng mời quý ca sĩ lên sân khấu để chúng ta gửi một bài nhạc đấu tranh đến đồng bào chúng ta khắp nơi trên thế giới và những vị trong. Kính thưa quý vị, và bây giờ đoàn hợp ca chúng tôi sẽ trình bày nhạc phẩm Chiều Con Tim. Chúng ta là dòng sông Bạc Hồ.
Ask what you can do for your country.
ask yourself the following questions before you want to support other government leaders out there. I urge you to think about this. Thank you. Cảm ơn cô Cổ Vương Ngọc Lan. Quý vị đã nghe một giọng nữ nói những cái lời nó rõ ràng để cho những người bạn trẻ nào còn mơ hồ là chúng ta đi ủng hộ những cái thứ mà chúng ta nghĩ là công bằng, rồi chúng ta lại tạo thêm bao nhiêu cái sự bất công cho những người khác thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Bây giờ quý vị sẽ nghe một người cũng không trẻ lắm nhưng mà không già, tức là mình gọi là một anh bạn, tôi thì tôi hay gọi là một bạn trẻ. Quý vị muốn gọi anh là trẻ hay là sao cũng được, nhưng mà đây là một cái người cũng năng động trong cộng đồng của chúng ta, một người có thể nói cả hai ngôn ngữ lưu loát, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng hôm nay chúng tôi đề nghị anh đó là cái số người mà nói tiếng Việt đông lắm, cho nên bạn cũng cần nói tiếng Việt nữa, bây giờ bạn nói tiếng Anh, là vì người Việt Nam chúng ta hầu hết đều nghe được tiếng Anh, mà có một số người không nghe được tiếng Việt, cho nên bạn nên nói tiếng Anh. Thì người đó là ai? Người đó là bạn Nguyễn Gia Huấn, Justin Nguyễn Gia Huấn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay, đây là một người bạn của chúng ta trong cộng đồng, bạn Nguyễn Gia Huấn. Sao quý vị la nhỏ quá vậy? Cảm ơn anh Bình. Dạ, thì tên mình là Nguyễn Gia Huấn. Mình muốn quý vị ủng hộ ông Tổng thống Trump. Lý do là bây giờ mình hỏi là tại sao mình đi khỏi nước mình, Việt Nam của mình? Why did we leave our country? And it is because in 1975, that was the fall of Vietnam. And I'm talking the whole country, not just the north, but the south. So, you know, that was not a good morning Vietnam. That was a bye-bye Vietnam. Just want to let you know. So, what did we learn from it? Well, one thing I learned, a lot of things from the communists, a lot of our products are made from China. Yes, we now have things from Vietnam too. But if I had a choice between made from China or made from Vietnam, I would choose made from Vietnam, because you know the root of communism is from China. And yes, even though Vietnam might be communist, but they're separate, they're different. So what I'm saying here is that don't let history repeat itself. What did we learn? We, Vietnamese, we escaped our country one time already as refugees in 75, okay? Yes, I was young, I was 7 years old, okay? I'm older now, but we have youth that grew up and were born in United States. And right now is the time that we need to vote. So I apologize first in saying this, but are we going to be stupid and naive? Vấn đề Việt Nam là mình có ngu và dại không? Mình đã mất nước một lần rồi. And now we're in America. Okay? This is 2020. There has a lot of things has happened, and we also have to make a decision in November. The world is not perfect. People are not perfect, but the time is perfect for you to make a better decision. I'm saying that we choose Trump. It is better and is possibly the best choice that we have between Biden and Trump. So what can you do for your country? Well, vote for Donald Trump 4 more years. Thank you. Yeah. Cảm ơn bạn Nguyễn Gia Huấn đã cho chúng ta một số nhận xét và bày tỏ cái quan tâm của bạn. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời một giọng ca hát nhạc đấu tranh, đơn ca, tôi sẽ đơn ca bài đó.
Tôi thì nếu mà được chọn lựa để nói giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì dĩ nhiên tôi thích nói tiếng Việt, chứ tôi cũng không có thích nói tiếng Anh. Khi nào kẹt lắm thì tôi mới nói. Nhưng mà hôm nay tôi cũng xin được nói vài câu tiếng Anh. Cái câu tiếng Anh tôi không nói, mà cái video này quý vị có nghe, quý vị thấy tôi nói cái điều này nó hợp lý đó. Quý vị tìm cách mở cho con em, quý vị và các bạn trẻ học cùng nghe. Cái này tôi diễn biến hòa bình mà thành không có mà. Một ngày. Xin quý vị ở những nơi khác đồ này đồ là tức là âm thanh này là mua tại Mỹ chứ không phải là đồ của China, nhưng mà tại vì nó trục trặc thì nó có lẽ là nó lâu rồi. Không biết mà không. Một hai. Có người đã nói với tôi đó là mình đó có ghét Việt Cộng hay là mình ghét cái bọn gian ác hiện nay nó đang phá hoại cái nước Mỹ, thì chúng ta cũng phải nói chuyện tử tế. Tôi nói thưa quý vị, tiếng Việt của mình nó phong phú ghê lắm. Họ phân biệt rõ ràng. Cái người mà đi ăn mày, người ta vẫn gọi là ông ăn mày. Nhưng mà không ai gọi là cái ông ăn cướp, mà ta gọi là cái thằng ăn cướp, hay là cái quân ăn cắp, hay là cái bọn gian manh, hay là cái đám phá hoại, chứ không ai nói cái ông phá hoại bao giờ. Đúng không? Cho nên chúng ta sử dụng, và chúng ta đừng có ra vẻ đạo đức giả khi chúng ta thấy người khác gọi Việt Cộng đó là bọn gian manh, là bọn gian ác, hay là bọn bất lương. Tiếng Việt nó rõ ràng. Trong tinh thần đó, đó tôi xin nói được, tôi muốn nói với những ai mà không nghe được tiếng Việt đó, tôi xin hỏi đó là how would you feel if you saw someone only care about their family, their business, their political party, but they didn't care about our country's survival. Someone, they just say, no one above the law. But you already saw a lot of politicians, Democrat Party, they put themselves above the law. How would you feel if you were a taxpayer and you witnessed all the abusing taxpayer money or try to take advantage of government resources in all their entire life? How would you feel if you saw someone claim they are American but they don't look America? But they always stand on our enemy position to condemn our country and condemn our president. Think about that. Do you want to support them? No. We have to condemn them. And we don't support them. Trong tình hình đó, tôi muốn trở lại với những ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Tôi muốn giới thiệu một người nữ, Oregon ai cũng biết, đó là hoa hậu ca sĩ Hoài Trang. Trong phần trình diễn của cô sẽ giới thiệu cái nhạc phẩm mà cô sẽ trình diễn. Xin mời cô Hoài Trang. Một, hai, ba, bốn. Thầy xong chưa ạ? Hoài Trang xin kính chào toàn thể quý vị hiện diện nơi đây, cũng như là tất cả quý khán giả đang xem cái buổi livestream này. Hoài Trang xin kính chào, và bây giờ Hoài Trang xin trình bày nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Anh Tiến đâu rồi nhờ, cho Hoài Trang chút tí nhạc đi.
ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài 1000 chỉ một chân cười vắng vang, lê sâu bàn chân gông xiềng một thời gian lâu. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loang toang, ta khua sức kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hân xui. Bước tiếp ta chẳng tới tung xiềng vào mặt quân ta. Máu ta tự thân vẫn mang còn lại xương da thịt này cha ông biệt mai. Từng ngày qua cười ngạo nghe đi trong đau nhức không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên bàn trông hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khối kiêu hùng. Kính thưa quý vị, người Việt khắp năm châu, Hoài Trang xin trân trọng mời gọi quý vị hãy bỏ chút thời giờ quý báu của quý vị vào thời gian lạnh lẽo tháng 11 đi ra khỏi nhà để bầu cho Tổng thống Donald Trump. Ông là một Tổng thống cá biệt, ông đã không nhận lương và ông quá tài giỏi về mọi mặt nên ông đang có rất nhiều nội thù và ngoại thù đánh phá ông, làm ảnh hưởng đến toàn nước Mỹ. Kính thưa quý vị, lá phiếu của quý vị rất quan trọng. Những người yêu mến Tổng thống Donald Trump không thể yên tâm ngồi ở nhà chờ kết quả để ăn mừng, mà chúng ta, tất cả mọi người phải ra khỏi nhà để đi bầu cho Tổng thống Donald Trump. Quý vị cũng biết, phiếu bầu của quý vị rất quan trọng. Nếu chúng ta chỉ an tâm ngồi ở nhà chờ đợi, thì nhiều khi chưa chắc chúng ta đã được như mong muốn. Bởi vì quý vị cũng biết là vì cuộc đời có nhiều gian dối. Quý vị cũng biết rằng là trong thời gian vừa qua, ở khắp nơi, khắp đất nước Hoa Kỳ, rất nhiều những buổi diễn hành để đi kêu gọi Tổng thống Donald Trump, ai cũng biết là rất đông, rất nhiều người dân Mỹ ủng hộ. Nhưng có thắng hay không cũng là nhờ lá phiếu của quý vị nữa. Một lần nữa, Hoài Trang xin cảm ơn và cảm tạ quý vị hãy bỏ chút thời giờ của mình để đi ra ngoài bầu lá phiếu của mình cho Tổng thống Donald Trump nhé. Ta như sông dân dí tràn trên ngọn lửa hồng, mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm. Da trang mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gấp tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta quên cháu con, ta còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng phải chọn một người dân nam. Làm người ngang tàng thiềm mắt mày của trần gian. Hỡi những ai gục xuống ngôi dày hùng cường đi lên. Máu đã tự thành văn lang dồn lại xương da thịt này cha ông miệt mài. Từng ngày qua cười ngạo nghe đi trong đau nhức không vui. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên bàn trông hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khối kiêu hùng. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khối kiêu hùng. Xin cảm ơn quý vị. Chắc là quý vị đã nghe cô Hoài Trang hát rồi không? Nếu mà ở những nơi khác có những ca sĩ hát nhạc đấu tranh
hùng hồn cỡ nào thì Oregon cũng dám bảo đảm là hát nhạc đấu tranh cũng hùng hồn cỡ đó. Không thua, không gọi là gì đó, không ở đây, ca sĩ ở đây hát không hơn ai thiệt, nhưng mà ai muốn hơn thì không được, không chịu. Cảm ơn quý vị. Bây giờ quý vị sẽ nghe một giọng nữ, không biết là chị sẽ nói hay chị hát, cái đó mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà trước khi mời chị lên để nói hay để hát, thì tôi xin thưa đó là có người nói đó là có những người mà họ mới đi tù vì cộng, họ mới biết vì cộng ác là sao. Còn nếu mà chúng ta đọc báo, đọc sách, chúng ta nghe nói về cải cách ruộng đất, vì cộng nó tàn ác là làm sao, chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không thể mường tượng được sự gian ác, cái sự tàn bạo vô nhân đạo của đảng cướp vì cộng. Và thưa quý vị, có người đã nói là someone has said people will never truly understand something until it happens to them. And yes, it is impossible to understand if we have not experienced it ourselves. Nếu người nào mà nghĩ rằng tôi cần phải ủng hộ Black Lives Matter, mà người Việt mình gọi cho nó dễ hiểu đó là bọn lưu manh, và có ý muốn gọi là xả thân để bảo vệ những người đó, thì tôi hỏi quý vị, có người nào tình nguyện đi vào cái cộng đồng của người da màu để ở với họ hay không? Nếu người nào dám mua nhà ở trong đó thì tôi mới tin họ. Tôi nói cái điều này không phải là tôi kỳ thị người da màu. Người da màu có nhiều anh chị em rất là tử tế. Chúng ta đang nói với những cái thành phần đang phá hoại nước Mỹ và những kẻ đang lợi dụng trong cái tinh thần đấu tranh cho người da màu, lợi dụng cái da màu và biến họ thành nạn nhân của mình để quậy phá nước Mỹ. Cho nên chúng ta lên án họ và để cho Tổng thống Donald Trump có thể làm việc tốt trong tương lai, chúng ta cần phải dồn phiếu cho ông và vận động và con dòng họ anh chị em chúng ta bỏ phiếu cho ông, bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Nếu quý vị đồng ý, cho một tràng pháo tay và đồng bào khắp nơi vỗ tay vỗ bàn gì đó tùy quý vị. Bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu chị Ngọc Hà. Chị Ngọc Hà là cái người ngày xưa lúc tôi làm cộng đồng, chị chuyên môn giữ tiền cho cộng đồng, không mẻ một cách. Nhưng mà cộng đồng lúc đó bị ít tiền quá, cho nên chị cũng khỏe. Bây giờ mời chị Ngọc Hà ra đây, không phải nói về tiền của cộng đồng, mà nói về những cái điều mà chị muốn ủng hộ tổng thống Donald Trump của chúng ta. Dạ, xin được cảm ơn anh Mục sư Hồng Quốc Bình, và tôi là Ngọc Hà. Xin được kính chào tất cả quý vị đang theo dõi live stream hôm nay. Thật ra thì chỉ còn đúng 2 tháng nữa là tới ngày bầu cử. Tôi thì ít có nói đến chính trị hay bàn luận nhiều về chính trị, bởi vì ngay trong gia đình tôi hoặc là những người bạn bè xung quanh tôi cũng vậy. Mỗi người có một cái chí hướng, và khi mà mình đề cập tới thì hay có những cái sự căng thẳng, nên tôi không có thích bàn luận nhiều. Nhưng mà chính tôi thì tôi sẽ quyết định bầu dân lá phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ 2020 với 3 lý do. Thứ nhất là tôi rất thích Tổng thống Donald Trump là một người lãnh đạo có bản lãnh. Hầu như ông đã thực hiện được tất cả những cái điều mà ông hứa và tất cả những cái chính sách của ông Trump, từ kinh tế đã làm vượt bậc những cái công ăn việc làm, cũng như làm thất nghiệp cho mọi giới, mọi dân, mọi sắc tộc vào những cái thời điểm mà nhất là vào những cái thời điểm mà chưa có dịch, làm thất nghiệp chỉ còn có 3.5%, chưa có một Tổng thống nào đạt được tới mức cao như vậy, mức thất nghiệp rất là thấp. Và điều nữa tôi muốn nói, tôi rất thích. Hello. Ông ta về mặt đối nội đối ngoại đều làm được những điều rất là tốt. Và điều thứ hai, ông ta rất là thẳng thắn, dám nói, dám làm,
không khoan nhượng với những thế lực thù địch đang là làm lũng đoạn chính quyền của nước Mỹ. Ông cũng dám vạch trần và đối đầu tất cả những sự khó khăn nhất trong lịch sử của nước Mỹ mà tôi nghĩ rằng không tổng thống nào có thể làm được. Tất cả những cái hoạt động của ông nhằm vào những cái mục đích làm cho nước Mỹ được hùng mạnh trở lại. Và tôi tin chắc rằng nếu mà một ngày nào Tổng thống Donald Trump còn làm Tổng thống thì Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Và sau cùng tôi chọn ông Tổng thống Donald Trump là ông ta, tôi nghĩ rằng ông ta là một thiên tài hiếm có. Trước khi làm việc gì, ông cũng đặt hết niềm tin vào những đấng tối cao. Và tất cả những ai mà phản đối việc phá thai thì tôi nghĩ cũng nên bầu cho ông Trump. Và tất cả quý vị cũng dành cho ông Trump một lá phiếu để và một thêm 4 năm nữa, một nhiệm kỳ nữa. Và tôi tin chắc rằng nước Mỹ sẽ được giàu mạnh hơn bao giờ hết đối với giá trị của con người cũng như đất nước Mỹ. Tôi mong ước rằng những người Việt đã phải bỏ nước ra đi, chúng ta nên dành cho ông Trump một lá phiếu, bởi vì chúng ta đã bỏ, chối bỏ Cộng sản, chúng ta đã ra đi để tị nạn nơi một đất nước đã cho chúng ta những ngày tháng sống rất là hạnh phúc. Thì đây cũng là một cái sự báo ơn, đáp ơn lại mình làm gì được cho đất nước Mỹ này vững mạnh, tốt hơn, sẽ nên đóng góp, nhất là những người Việt Nam. Tôi mong rằng tất cả những người cộng đồng người Việt Nam, trước hết chúng ta cần phải ghi danh để đi bầu và mọi người sẽ dồn phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ 2020. Tôi tin chắc rằng đất nước Mỹ sẽ thật là hùng mạnh. Và lời cuối thì tôi mong rằng Trump will be president và make America rich again. God bless America. Four more years for Donald Trump. Thank you. Xin xác nhận một lần nữa là ở Oregon không có xài đồ chai Make in China. Nhưng mà vì hết pin, quên, lo nhiều việc quá rồi nên nó quên. À, quý vị đã nghe chị Ngọc Hà nói rồi phải không ạ? Tức là có một số điều tôi định nói mà chỉ nói hết rồi ra tôi không biết sao mà nói. Và tôi cũng muốn có vài lời với những anh chị em nào mà không nghe được tiếng Việt. Cho nên tôi xin phép nói tiếng Anh. Quý vị phụ huynh nào mà nghe những gì tôi trình bày mà quý vị nghe lọt tai, quý vị mở ngay cái chỗ này cho các bạn trẻ nghe. I would like to share with you that on April 30th, 1975, the Vietnamese Communists has supported by Soviet Union and other communist countries invaded the South. And with that change, the Vietnamese people lost everything including real freedom. Those who have believed the communist propagandists about socialism, those who have believed what the Vietnamese Communist Party have told them, that all people would be equal under their regime, had their eyes open. But too late. But it is too late. Instead of gaining equality, the Vietnamese people in Vietnam lost everything. So if anyone tried to tell you about socialism, they promised to make everybody equal. You need to discuss with your parents and you ask them why they are here in this beautiful and free country. Bây giờ tôi xin được giới thiệu một cái người rất là quan trọng. Người đó dường như là di cư cũng 2-3 lần trong cuộc đời của người đó là ai? Người đó là chị Mary Nguyễn. Bà Oregon thường gọi là nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn là vì chị là một nhiếp ảnh gia. Mời chị Mary. Sao la nhỏ quá vậy? Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả những tràng pháo tay rất là nồng nhiệt và làm cho tinh thần của Mary phong trào rất là phấn khởi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau đây thì Mary xin được trình bày một cái cảm tưởng về tại sao mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Quý vị cũng biết rằng là chúng ta còn khoảng chừng hơn 6 tuần lễ nữa thôi
là cái ngày trọng đại, là cái ngày đó chúng ta sẽ biết được kết quả người vị tổng thống đó là ai. Và ngày hôm nay chúng tôi đứng ở đây cũng chỉ mục đích là làm việc hết sức mình, và chúng tôi chỉ có một quyết tâm là làm sao vận động cho Tổng thống Donald Trump sẽ được tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2020-2024. Và sau đây Mary xin được trình bày lý do tại sao mình có mặt ngày hôm nay ở đây. Xin gửi đến quý vị cảm tưởng của Mary. Tôi có lập trường rất rõ ràng, không bao giờ chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Vì tôi không bao giờ quên khi chứng kiến và sống một thời gian trong nỗi sợ hãi khốn khổ dưới chế độ độc tài, gian trá lừa gạt của bọn Cộng sản khi chiếm miền Nam vào tháng 4 năm 1975. Cho tới nay đã hơn 45 năm, còn không còn chiến tranh nữa, nhưng đất nước Việt Nam vẫn tụt hậu. Trình độ dân trí thấp kém, bị nhồi sọ một chiều áp bức thành phần đối lập, và tiếng than khóc của người dân vẫn còn tiếp tục vì những sự bất công cai trị độc tài. Vì sự ý thức tương quan, tôi nhận thấy tầm quan trọng với những gì đang xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ, tại ngay thành phố Bọc Lên, nơi đang xảy ra những cuộc bạo động, tàn phá ác ôn của những phần tử bất hảo. Trong một tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ hơn 3 tháng qua và vẫn còn đang tiếp tục. Để tôi càng nhìn thấy và hiểu biết rõ ràng hơn, khi chọn lựa Tổng thống Donald Trump tái đắc cử thêm 4 năm nữa, nơi ông Tổng thống Trump, tôi nhìn thấy một vị Tổng thống của một nước Mỹ hiên ngang, thẳng thắn, luôn phải đương đầu trực diện với mọi tà quyền từ khắp nơi đang bủa vây, để hãm hại uy tín và muốn tiêu diệt ông bằng mọi cách và thủ đoạn gian trá. Chỉ vì ông muốn làm cho nước Mỹ mạnh mẽ, hùng mạnh trở lại. Chỉ vì ông đã nhìn thấy được những quyền lực đen tối ngấm ngầm đang muốn hãm hại đất nước Hoa Kỳ, đang thống trị thế giới bằng cách tiêm nhiễm chủ nghĩa Cộng sản, Hồi giáo, Phát xít, đang ru ngủ con người bao năm qua dưới những chiêu bài mị dân như đòi hỏi quyền bình đẳng, thụ hưởng vô trách nhiệm những yêu sắc đi ngược với luân thường đạo lý của con người. Trật tự thế giới đang bị khuynh đảo bởi những quyền lực đen tối, bất công và tội ác. Chúng tôi cần ông Tổng thống Trump tiếp tục những việc ông đang làm thêm một nhiệm kỳ nữa, bởi vì chúng tôi nhìn thấy những nguyện vọng của chính mình trong con người của ông đã được chứng minh qua lời nói, hành động và từ trái tim yêu đất nước Hoa Kỳ của ông, đều là tất cả những gì chúng tôi mong đợi. Chúng tôi cần ông tái đắc cử để đánh bại những tà quyền đen tối đang hãm hại ông từng giờ từng phút, vì nguyện vọng của ông chính là của chúng tôi, là muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Vì ông trực diện chống lại Trung Cộng gian xảo và đầy nguy hiểm, chống lại bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản trong nước, chống lại bọn tập đoàn tham nhũng mua quan bán chức và bán linh hồn cho loài quỷ đỏ độc tài để thống trị. Chúng tôi cần Tổng thống Trump là người lãnh đạo tài ba trong nhiệm kỳ kế tiếp, vì chúng tôi không muốn chính chúng tôi phải hối tiếc khi để đất nước này phải rơi vào tay xã hội chủ nghĩa, và con cháu của chúng ta sẽ không còn hiểu biết được giá trị của sự tự do, dân chủ, công lý mà bao đời tổ tiên ông cha chúng ta đã và đang gây dựng, hy sinh xương máu để bảo vệ là gì. Vì vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý vị hãy cùng nhau góp một bàn tay với phong trào ủng hộ Tổng thống Donald Trump thêm một nhiệm kỳ nữa. Quý vị hãy dành cho một lá phiếu và bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa, 4 năm. Vote for Trump! Thank you. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị nói xong đó, quý vị cứ để cái microphone này đi, tại vì tôi bao vàng mà, cho nên quý vị đừng có lo. Dạ, cứ để cái để đây. Thưa quý vị, đi một đoạn đường dài 45 phút, nếu không muốn nói là một tiếng, từ
thành phố Salem là thủ phủ của tiểu bang Oregon, lên một cái thành phố mà quý vị theo dõi biết đó là Portland, là cái nơi mà cái bọn nó lợi dụng tranh đấu cho người da màu, mà nó đập phá, nó giết người tại cái thành phố ở nơi này, là cái nơi mà ngày xưa bây giờ là sống bình an. Cái đó không phải là tranh đấu cho những cái người mà thấp cổ bé miệng, mà đó là một cái bọn phá hoại nước Mỹ, mà chúng ta có bổn phận chúng ta phải bảo vệ nước Mỹ bằng cái lá phiếu của chúng ta. Đi một đoạn đường dài, tôi chở trên xe một người lớn tuổi hơn tôi, tức là lúc ông làm quan thì tôi còn chắc là cũng thả nhiều đâu ngoài ruộng á, hoặc là không chừng còn tắm mưa nữa. Và trên xe tôi gọi ông bằng anh em tâm sự nhiều việc lắm. Và ông nói với tôi, ông dặn tôi, ông nói là bảo đảm đó là bạn phải để cho mấy người bạn trẻ nói chuyện hết rồi mới tới tôi. Và thưa cô Trung tá Thư và quý vị, trong hội trường này có một người bạn trẻ tiếng Việt rất là giỏi, giỏi tới tôi phục đó, viết tiếng Việt rất là tử tế và sanh ở Mỹ. Nhưng mà tiếc là giờ chó cô kẹt, cô không tới được, cho nên cô có gửi cái tấm hình. Và chúng tôi yêu cầu, ban tổ chức yêu cầu là bây giờ con làm cái phần nói chuyện của con vài phút cũng được, nó con gửi để cho mấy bác chờ đợi để cho nghe con nói. Bây giờ người bạn trẻ sẽ nói và quý vị sẽ thấy, quý vị trong hội trường này sẽ không thấy, nhưng mà quý vị ở khắp nơi trên thế giới sẽ thấy qua màn hình. Đó là cô người bạn trẻ Lê, hay là gọi là Như Lê, Du Lê, xin lỗi Du Lê. Chừng nào bắt đầu Lan cho biết nha. Quý vị trong hội trường này chịu khó nha, tức là mình ngồi mình uống nước đi, lúc này là lúc mình uống nước để cho đồng bào khắp nơi trên thế giới nghe cái bài nói chuyện của Như Lê. Như vậy thì thưa quý vị, trong lúc chờ đợi các bạn âm thanh của cô Như Lê thì chúng tôi lại xin phép được trân trọng giới thiệu một đàn anh. Chúng tôi đó là cựu trung tá Trần Văn Thư. Ông là sĩ quan của lực lượng Cộng Hòa. Chúng tôi biết ông là cựu sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Chúng tôi ở tiểu bang Oregon 25 năm. Chúng tôi đối chất với Thái đoàn Việt Cộng 4 lần thì có 3 lần đi với Trung tá Thư. Anh em có nhiều kỷ niệm lắm. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cựu Trung tá Trần Văn Thư. Cổ tay chứ. Hôm nay Trung tá Thư có nhiều cái điểm tâm tình với chúng ta. Trung tá Thư là một người nói tiếng Anh cũng rất là chuẩn. Nhưng mà chúng tôi đề nghị, chúng tôi nói là anh nói chuẩn cũng không bằng mấy em đại học sinh ở bên này đâu, cho nên bây giờ đề nghị anh nói tiếng Việt để cho đồng bào mình nghe bằng tiếng Việt. Cảm ơn. Thưa quý vị quan khách, thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, thưa các anh chị em truyền thông báo chí, thưa quý vị đồng hương Oregon, đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới. Trước hết, tôi xin cảm ơn mục sư Huỳnh Quốc Bình, người điều khiển chương trình đã giới thiệu. Tôi cũng không quên cảm ơn cô chủ tịch và các anh chị em điều hợp của phong trào Việt Nam Dân Chủ. Từ đấy đến giờ, chúng ta nghe, chúng ta thấy cái bước đầu của chương trình là đấu tranh. Hôm nay tôi xin phá lệ, trước khi vào chương trình chính thì tôi được nói vài lời. Tôi không phải là nhà văn, cũng không phải là nhà thơ, nhưng mà nhìn những bộ đồng phục của cái chương trình hôm nay mà lần trước mục sư Huỳnh Quốc Bình đã nói rằng trọng nam khinh nữ, đa số ở đây là phụ nữ, là các cô và các chị, nam nữ chúng tôi rất khiêm nhường. Lẽ ra tôi phải nói một vài câu cho nó tươi mát một chút, cho nó tươi mát một chút. Em đi áo mỏng buông hờ tủ, em có bao giờ nghĩ đến ta? Bây giờ giờ lại thực tại, tôi muốn nói với tất cả những quý vị có
lại hôm nay tất cả tâm tình của tôi một cự chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi còn nhớ hôm nay tôi được anh chị em cho tôi uống một ly rượu, tôi lại nhớ lại ngày xưa. Xin tạ từ em, ta đi thôi, say gì hơn nữa ly môi, hiệu ngon gái đẹp nơi xa mà cũng tạ từ thôi chẳng thiết gì. Xin tạ từ em với vần vương, nếu say chẳng may nằm ngủ chốn xa trường, em ơi đừng vội cử chính khách, đã không thể cùng em hết đoạn đường. Thưa quý vị, bây giờ sau khi một màn hơi tươi mát một chút, lãng mạn một chút, tôi xin vào vấn đề của chương trình mà cái chủ đề luôn luôn là cái mục đích của Ủy ban đấu tranh bảo vệ nước Mỹ và yểm trợ ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Thưa quý đồng hương, trước nhất chúng ta phải nói chúng ta là cái gì, chúng ta là ai. Như cô chủ tịch của phong trào đã nói, chúng ta đã kinh qua dưới chế độ cộng sản, chúng ta đã vượt thoát tìm tự do để đến nước Hoa Kỳ cưu mang chúng ta. Những cái việc gì, những công tác nào, những chương trình nào mà Tổng thống đã làm trong gần 4 năm qua, tôi sẽ trình bày sau. Bây giờ, cái hiện tượng Mỹ là cái gì? Thưa quý vị, dịch cúm chỉ là một trò chơi chính trị. Quý vị thấy tôi dung nhan hôm nay, tôi là lý, tóc tôi phải ngắn. Mà nếu hôm nay tóc tôi trùng cái này, tôi gọi là tóc trùng, tức là tiếng Việt Nam, tôi gọi là tóc trùng, thì hỏi rằng cái việc cấp cửa chúng ta, bịt miệng chúng ta, đó phải là một lý do chính trị không? Đó là một cái hành động bị ổi của chính trị, lồng vào con cung. Chúng ta là kinh qua dưới chế độ cộng sản, chúng ta bị đầy ải, mà chúng mệnh danh là thiên tài và xã hội chủ nghĩa. Cái đó chỉ là danh xưng không phù hợp trong cái hiện tình hiện tại. Chúng ta không thể và không chấp nhận cái chế độ quái thai đó thành hình ở đất nước đã bao dung chúng ta. Thưa quý vị, thưa quý đồng hương, BLM là cái gì? Đáng nghĩa ra All Life Matter. Da vàng, da trắng, da đen, da nâu đều là con người, chúng ta có quyền bình đẳng. Nguyên ba cái chữ BLM đã thấy là kỳ thị rồi. Chắc quý vị đồng ý với tôi điều đó. Có những người nói và chúng ta diễn dịch ra tiếng Việt, BLM là bọn lưu manh. Tôi dùng cái chữ đúng nhất là bầy lừa mình hay bọn bạo lực máu. Quý vị có đồng ý với tôi đúng với danh xưng mà chúng ta nên ghép cho nó thật đúng hơn? Quý vị đã thấy khi bọn này xuất hiện, đốt phá hiếp dâm và giết người, đến đây là Seattle của Washington, Chicago của Illinois và California đã xảy ra cái tình trạng đó do những người của đảng Dân Chủ điều hành.
Bây giờ tôi xin được phép chuyển sang một hiện thực khác trong những cái hình thức bạo loạn đó mà chúng ta đã chứng kiến trong 2 tuần trước đây ở cái Portland, thành trì và hạ ngục của cái tội BLM và Antifa. Khi đoàn diễn hành gần cả ngàn chiếc xe thì chúng đã đưa chèn người vào chờ sẵn để định phá rối, bằng cớ là đã có một người Mỹ da trắng bị một tên Antifa bắn chết. Nhưng thiên bất dung gian, chỉ sau 1 tuần lễ, chính nó đã bị chính quyền và cảnh sát liên bang truy diệt. Thưa quý vị, thưa quý đồng hương, thưa quý anh chị em, bầu nhiệt huyết của anh chị em ở Oregon trong cái phong trào này đã được đồng hương tại Oregon cũng yểm trợ tích cực, và đồng hương trên khắp nước Mỹ yểm trợ không ngừng và tuyên dương cái sự dân thân của tất cả anh chị em. Bây giờ tôi xin chuyển lại một mục kế tiếp, đó là nói về ông Trump. Dung nhan ông Trump chúng tôi cũng ta cũng đụng tới, nhưng mà chính sách của ông Trump chúng ta hiểm trọng. Trong gần 4 năm làm việc chúng ta thấy gì? Chúng ta đều nhận ra hết, và tất cả chúng ta đã có con số trong đầu, và tất cả chúng ta đã biết và đã thấy về bức tường biên giới 311 mai đã hoàn thành, các hiệp ước bất cầm cho nước Mỹ đều bị tổng thống Trump hủy bỏ, kể cả cái hiệp ước quan trọng nhất là giúp Iran không chế tạo nguyên tử bằng đầu đơn thay. Obama đã gửi một máy bay riêng đem tiền mặt 1 tỷ đô la tạm để dụ dỗ Iran, đó là hành động không chấp nhận được. Rồi hiệp ước bất bình đẳng với Mexico và Canada, hiệp ước về khí hậu tại Paris, Pháp, và yêu cầu NATO phải đóng góp, chứ không phải người Mỹ đi bảo vệ họ, che chở họ, mà người Mỹ lại phải bỏ tiền ra để nuôi quân đội của mình đi bảo vệ người khác. Đó, về phần đối ngoại cũng thế, gần những ngày gần đây, nhất là hai tuần trước, Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã giúp để tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Do Thái đi đến hòa bình, mà cái hiệp ước đó sẽ được chứng kiến bởi Tổng thống Trump vào thứ 4 tuần tới. Ngoài ra, chiến tranh Afghan thì hôm nay tại Dhaka ở Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ đang chủ tọa để đưa chính phủ, phái đoàn của chính phủ Afghan và Taliban ngồi lại với nhau để tìm một hướng hòa bình. Vậy Tổng thống Trump chưa có một cuộc tham chiến nào của người Mỹ dưới trào của ông, mà đều tất cả ông muốn đem đến hòa bình trên thế giới. Vì thế nếu ông muốn được nhận giải Nobel, đó là điều tất nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thưa quý vị, còn Biden, một anh ngủ say, một anh ngủ gật, 47 năm trên chính trường Mỹ,
ông ta đã làm gì. Nếu tôi không lầm, nếu tôi không lầm, năm 37 tuổi, ông ta được vào thượng viện. Nhưng cũng từ ngày đó, sắp đến kết thúc của chiến tranh Việt Nam, thì chính ông ta đã bỏ phiếu chống viện trợ Việt Nam. Và những ngày cuối cùng Việt Nam Cộng Hòa, ông ấy cũng bỏ phiếu không cho tiền để cứu trợ người tị nạn Việt Nam. Chúng ta không quên Biden làm ô nhục điều đó. Về gia đình của Biden, hơn nữa Biden là một tên nghiện hút bị đuổi ra khỏi hải quân và tham nhũng, liên hệ rửa tiền với tàu và Ukraine ra sao, tất cả chúng ta đều biết rõ. Thưa quý vị, thưa quý đồng hương, thưa quý truyền thông báo chí, thưa anh chị em trong phong trào, có hai sự việc quan trọng nhất mà vừa xảy ra chúng ta cần lưu ý. Biden và đồng bọn vu oan giáo họa tấn công tổng thống Trump trên hai mặt. Một là nói ông ta không yêu quân đội. Hai là chúng ta là ông ta giảm nhẹ cái sự nguy hiểm của dịch cúm. Dịch cúm đến mỗi năm và chúng ta sửa soạn để chích ngừa. Đến nỗi mà những người trong cuộc thăm viếng để kỷ niệm 100 năm mặt trận ở Normandy thì có ngoại trưởng Tháp Tùng. Họ bảo rằng ông không đến những cái địa đó, nhưng mà thời tiết làm sao mấy trận thất bại. Thì chúng ta phải nhớ rằng có một nhân chứng sống đã làm việc trong tòa Bạch Ốc là Michael Anton. Ông này là phụ tá an ninh tại tòa Bạch Ốc. Phải nói rằng chưa bao giờ nghe Tổng thống Trump nói một lời nào hạ thấp giá trị của quân đội. Ông luôn tiếp tục và không những còn tăng lương và luôn luôn đi thăm các chiến trường. Nhưng Biden thì sao? Obama thì sao? Những năm trong họ, khi họ chấp chính một tướng lãnh hy sinh ở Afghanistan, thì Biden cũng như Obama đi đánh góp làm cho quân đội Mỹ bất mãn. Và trong cái thời gian họ cầm quyền 8 năm, quân đội Mỹ không còn là một quân đội của một siêu cường. Để kết luận, tôi xin phép được đọc một bài thơ của tác giả Thùy Châu, Thành Thùy Hà, nói về ông Donald Trump. Donald Trump, tôi không là văn nô, cũng không là mồi bút, cũng chưa từng lập ngôn hay để cầm mồi bút hoa ngữ để tung hô ai. Donald Trump, ông không là thánh sông, cũng không là thần linh, cũng không là tiên giang từ thiên giới, đâu phải đầu thai từ quyết định. Nhưng Donald Trump là trái nước Mỹ, ngồi sông núi điêu linh. Trong hai thập niên suy thoái, vì phường bát nước và bọn Mỹ tay sai, muốn bắt được thân yêu của chúng ta cho tham ô đầu cộng. Donald Trump đã ra tay và xuống núi quyết tập cả đập lầy từ DC. Bọn con lừa BLM Antifa đã đốt nhà hôi của, dập đổ các tượng đài lịch sử có từ mấy trăm năm. Gần 4 năm, mỗi ngày không ngừng nghỉ,
chống chọi bao cánh phá đê hèn. Nhưng ông đang giữ nước này thoát cảnh trầm luân, quyết chặn đứng mọi dối gian độc ác. Donald Trump đã ra tay bảo vệ biên cương, lo cơm no áo ấm cho mọi sắc dân của đất nước, hứa là làm nhất ngôn. Ông nhận được muôn vàng bá ơn. Và khiến toàn dân đang hoang nghỉ nước lòng, sát đạo ra tay, tuy không có sức thần thông nhưng mầu nhiệm luôn vững chắc đôi tay, quyết vượt qua những tháng năm hoang tàn, quyết chèo chống với toàn dân thoát được cảnh đoạn đầy khổ sở, vực dậy kinh tế sau nhiều năm suy thoái, đem Hoa Kỳ trở lại chốn siêu cường. Chúng tôi, người Việt quốc gia chống cộng tại Oregon, tìm tự do, đang định cư ở xứ sở này, quyết chí đồng hành cùng nhân dân Mỹ bỏ phiếu cho ông tái cử nhiệm kỳ 2, thêm sức cho ông quét sạch mọi tàn dư tồi tệ đã từng làm suy thái nước non này. Donald Trump, chúng tôi tin ông không bao giờ sợ chí, dù đang phải chống nợ thủ trăng và giặc ngoại, quyết chí bền gan, ông sẽ thắng, xứng đáng vinh danh vòng nguyệt quế cho ông, vì ông đem hào quang cho lịch sử của Hoa Kỳ. Chúng tôi quyết bầu ông tái cử vì ông đang hy sinh gìn giữ mãi sự hùng cường MAGA trong tim chúng tôi thổn thức. Thưa quý vị, lời nói sau cùng tôi muốn nói sau khi lời nói sau cùng tôi muốn thưa với quý vị và đồng hương trên nước Mỹ, trên toàn cầu, sau khi Tổng thống Donald Trump tái cử 4 năm kế tiếp, chúng ta hy vọng chế độ cộng sản trên toàn cầu sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ về lại thăm quê hương cũ. Trở về quê hương, nghe lúa dậy thì thủ thị yêu thương, từng bờ tre, từng mái tranh êm ấm, giấc mộng đơn sơ nhưng giấc mộng bình thường. Lạy mẹ, con đây không phải là giấc mơ cao quý, con sẽ về ôm đất, hôn đất. Mẹ ơi, con đã về. Xin cảm ơn quý vị quan khách, xin cảm ơn truyền thông báo chí, xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn mục sư Huỳnh Quốc Bình điều hợp chương trình, và xin cảm ơn đồng hương. Nhất định chúng ta phải bỏ phiếu tổng thống Donald Trump. Four more years. Xin chân trọng. Ông Trần Văn Thư nói với tôi trên đường lái xe, ông nói tôi sẽ trình bày khoảng chừng 5-7 phút thôi. Tôi mới có nói ông, tôi nói không. Ông anh cứ trình bày một cách thoải mái, là vì có nhiều người cũng cần nghe những cái gì cần nghe. Cho nên hôm nay thưa quý vị là có một số bạn trẻ, tức là tiếc là đã có nhận lời để phát biểu nhưng mà họ lại không đến được. Thì chúng tôi có ra dấu, chúng tôi nói với ông anh Trần Văn Thư, chúng tôi nói anh cứ quên kịch tự do, và ông đã quên ngay đầu chương trình. Chúng tôi muốn giới thiệu một cái điều này để quý vị thấy là người Mỹ đó, là mình đi bác sĩ đó, bằng của những người Mỹ họ treo sau lưng để làm gì.
để chứng tỏ là người đó qualify, đủ tư cách để nói về một vấn đề nào đó. Tôi có nói là, tôi nói với chúng ta thư, tôi nói anh có thể cho em giới thiệu anh được không, về cái sở trường của anh không? Anh nói không, chú đừng có giới thiệu. Nhưng mà tôi xin nói, cụ Trung Tá Thư đến Hoa Kỳ năm 75, ông đã tốt nghiệp cao học chính trị học. Và cá nhân tôi không biết quý vị làm sao, nhưng mà cá nhân tôi tin tưởng rằng ông có đủ một số thẩm quyền nào đó để ông nhận xét về cuộc bầu cử này. Và những gì mà chúng ta đã nghe, có thể nó chiếm cái số giờ hơn những cái đối với những người khác trong cái hội trường này, nhưng mà chúng tôi thấy là rất cần thiết. Cảm ơn ông anh Trần Văn Thư. Bây giờ thì quý vị sẽ được nghe một cái bài hợp ca có cái dòng nhạc thế này nè: Việt Nam, Việt Nam mới tự vào đời, Việt Nam hai câu nói trên vành nôi, phải không? Quý vị sẽ thấy các ca sĩ của tại tiểu bang Oregon này sẽ lên sân khấu trở lại hát, không hơn ai thiệt, nhưng mà ai hơn thì không cho. Đó là những ca sĩ của tiểu bang chúng tôi. Xin quý vị ở trong này cho một tràng pháo tay. Cảm ơn quý vị. Trân trọng kính chào quý vị. Lời nói đầu tiên, Tiết Lan muốn gửi cái thông điệp tới những người bạn trẻ, những người cư dân Portland, Oregon, hay là những người dân trên toàn thế giới thì hướng về nước Mỹ mà ủng hộ, support cho Tổng thống Trump for more year. So, bởi vì Tiết Lan tin tưởng Tổng thống Trump khi đã
hứa cái gì là Hy làm cái nấy, thì xin quý vị vote cho Tổng thống Trump for more year. Nhạc phẩm Tuyết Lan xin trình bày đó là nhạc phẩm Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương. Xin quý vị cùng lắng nghe. Quê xưa với vườn cau thề, bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thương tha mi nhiều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như em nghe đời nắng chiếu trong bầu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Kia hồi có cây khóc xuống than vàng, kể từ khi mất quê hương, gió xa khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thùa miếng trầu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng biển đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Một lần nữa chúng ta xin kêu gọi quý vị là hãy ủng hộ cho Tổng thống Trump thêm 4 năm nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hồi có cây, có cây khóc xuống than vàng, kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thùa miếng trầu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng về quá xa xăm, bao năm dài phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng biển đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ bên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Lại yêu. Các bạn xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú Bình. Thưa quý vị, tôi ra thì không tin gì đâu.
nhưng mà tôi lại có cái bánh tò mò, tôi hay xem lịch Tam Tông Miếu thử chơi. Thì bữa nay tôi đi liếc trong lịch Tam Tông Miếu ghi thế này nha. Nếu mà đang theo dõi một cái chương trình gì đó mà mình kéo dài tới giờ chót, tức là đừng rời màn ảnh nha, quý vị nào khắp trên thế giới đang theo cái gì, thì sau cái chương trình này đó, có nhiều may mắn ghê lắm. Người nào đang ngồi trong hội trường này mà chờ tới giờ chót mới về đó, thì năm nay làm ăn khá ghê lắm. Lịch Tam Tông Miếu ghi như vậy. Không biết đúng không mà tôi không biết, nhưng mà tôi thấy nó như vậy, là tôi kể là như vậy. Cái chương trình hôm nay là một cái chương trình gọi là bilingual, tức là nói hai ngôn ngữ, là vì ban tổ chức chủ trương là hôm nay sử dụng hai ngôn ngữ, tức là chút rồi nói tiếng Việt, chút nói tiếng Anh, chứ không có nhu cầu phải dịch lại. Cho nên vì tôi nhận cái trách nhiệm đó và tôi có một số thông điệp mà ban tổ chức muốn tôi gửi ra, cho nên tôi xin gửi ra. Bây giờ tôi xin được nói bài câu tiếng Anh. Ladies and gentlemen, I have now been here for 40 years and I have become a US citizen. I have lived more of my life in America than I did in the country of my birth. Today, I feel that I have two homelands, one free and one imprisoned. The United States and Vietnam. I always remind myself and my family that we are Vietnamese political refugees who escaped a brutal regime in search of freedom and found it here. And we must never forget the blessing we have been given by this country. We will always appreciate all fellow American and our U.S. government who generally share their idea of freedom with us. So if we want to have freedom and real freedom in this beautiful country, vote for Donald Trump. If you agree with me, let me know, please. Yes or no? Yes. Thank you. Yes. Đồng bào khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Yes or no? Yes. Bây giờ thì xin giới thiệu người kế tiếp, nhạc phẩm kế tiếp, chị Mary. Nhạc phẩm kế tiếp là gì? Em vẫn mơ một ngày về. Quý vị ở xa sẽ thấy kỳ, tự nhiên cái ông sướng ngôn viên, ông giới thiệu mà không biết cái gì, không phải vậy. Hôm nay tất cả chương trình bị đảo lộn, giống như những cái tro bụi ở ngoài nó bay mịt mùng, cho nên những người đáng lẽ có mặt thì không có mặt. Cho nên cái chương trình hôm nay đảo lộn hoàn toàn. Em vẫn mơ một ngày về do ca sĩ Hợp Ca. Xin quý vị cho một tràng pháo tay và đồng bào khắp nơi trên thế giới cho một tràng pháo tay cho những ca sĩ tại tiểu bang Oregon này của chúng ta. Sao mà la nhỏ quá vậy? Cảm ơn quý vị. Công báo nào em vẫn mơ một ngày nào anh
câu dân già được mái nhà cờ vàng bay phấn vơ. Cảm ơn quý vị, cảm ơn đồng bào, đồng hương khắp nơi trên thế giới đang theo dõi. Đề nghị cái xóm nhà lá đó mà hát xong rồi phải nghe, nãy quý vị hát là bà con nghe, bây giờ tới người ta nói thì quý vị ngồi nghe chứ, phải không? Nếu nghe là vỗ tay. Rồi, ở trong cộng đồng này quý vị biết không, có một gia đình, ông cụ thân sinh của những người bạn này đó là một tù nhân chính trị Việt Nam, ông cụ qua đời rồi. Cho nên là đau lắm. Hồi thời mà tôi làm cộng đồng đó, tôi được đại diện cộng đồng này đó, tôi nói với cái bạn đó, tôi nói thật với bạn nha, nếu mà buổi tổ chức nào mà biểu tình hay là quy tụ đám đông mà chống cộng đó, anh Bình chỉ cần thấy bạn xuất hiện là anh Bình an tâm. Tại sao? Tại cái gia đình này đông lắm. Mỗi lần họ đi ủng hộ buổi tổ chức cộng đồng là từ 25 cho tới 35 người, cái gia đình này đông ghê lắm. Anh bạn ngồi trong hội trường này, anh nói vậy, anh nói bữa nay đó là ở ngoài gọi là cái gì đó, gió bão mịt mùng, tức là khói nó bay ngập xe đó, nó phải nó ngập dày lắm, nhưng nó đủ để mình thấy nó bụi bặm ghê lắm. Mà anh nhìn dưới, anh nói công nhận mấy cô ca sĩ với mấy thân hữu ca sĩ ở địa phương hát rất là nhiệt tình. Một cái bầu không khí ở ngoài rất là bẩn, mà nhiều người ở nhiều thành phố khác nhau tại đây để hát cho chúng ta nghe. Mà quý vị có thể, tại vì quý vị nằm ở nhà, quý vị có thể nằm hay ngồi hay đứng gì tùy, nhưng mà ở đây thì hát phải đứng, đúng không? Cho nên tôi cũng xin được
gửi cái lời khen ngợi của những của người bạn mà tôi nói bây giờ là anh làm đĩa ốc, anh không có nói và anh cũng không có hát được, anh chỉ vỗ tay thôi. Thì mấy cô ca sĩ cái sớm nhà ngói đó có nghe không vậy? Nghe cái gì? Có một người nói mấy cô hát rất là hay, trời ở ngoài giông tố bão bùng bụi bặm như vậy mà mấy cô hát vẫn hay như thường. Cho tôi khoe một chuyện nữa, nhà tôi ở cách đây tới là 50 phút lái xe, nếu không nói là 1 tiếng. Nhà tôi có duy nhất một cái máy fresh air rất là độc đáo. Tôi nói với bà nhà, tôi nói bà ở nhà thì bà không được hưởng cái máy này. Tôi xách cái máy theo tới đây, tôi đang để đó kìa, để cho ca sĩ hát, để cho ca sĩ có cái làn hơi độc đáo để hát cho mọi người nghe. Bà nhà tôi đang nằm ở nhà thở, không biết bà thở làm sao tôi không biết, nhưng mà ca sĩ ở đây và những người trong hội trường này được thở bầu không khí rất là trong lành. Đó là cái máy tôi mang ra đây. Kế tiếp, hồi nãy giới thiệu một lần hụt, bây giờ giới thiệu lại. Đó là một người bạn trẻ tên là Lê Hồng Nhu, một người viết tiếng Việt rất là chuẩn, sanh đẻ ở đây. Tôi khi tôi nhận cái email của cháu đó, nó gọi tôi là bác Bình, tôi nói tía nó làm cho tôi già đi. Nó gửi mà nó viết rất là chuẩn, thì cô sẽ phát biểu. Bây giờ xin mời bạn, các bạn lo vấn đề kỹ thuật, bắt đầu. Good evening, everyone. I would like to start off by introducing myself. My name is Hong Yu, and I am currently a college student at Portland State University, majoring in criminal justice. Today, I would like to have a few minutes to share with you all on why do I support President Trump, the recent event that has been occurred lately around the US in general, and specifically Portland, Oregon. So why do I support Trump? First of all, my family members are Vietnamese refugees who fled Vietnam because of the communist system over there. Obviously, everyone can tell that President Trump's approach does not tolerate with China or communism. In particular, President Trump is protecting the sea route within the Pacific Ocean to prevent the international maritime traffic. He does not allow the Chinese to invade Oceanic Division. That's one of the reasons. The next reason I support Trump would be because he put 100% of his efforts into the work of the United States. President Trump has protected the U.S. economy as well as its science and technology world. All this, he is against the issue of having people stealing the U.S. information system that should be kept as confidential. However, for 18 years of me living this earth, I've never seen any other president like President Trump. He is generous in his own way, and most importantly, he ignores all the negative comments out there just to focus on protecting the rights of every U.S. citizen. Last but not least, on why I support Trump is because I am a child of God. I am proud to say that I am Catholic, and we do not support abortion at all. Abortion is a form of murdering a human being, and sure, infant is a born man, so they still have a face, they still have feelings, they still have their own body parts. Trump does not support abortion. That's for a fact. That shows that whatever he does, at least he still have a heart compared to leaders there. So through these facts that I'm pointing out, President Trump's goal is to make our country, the United States, become stronger every day. I'm going to move on to the recent events that have been occurring lately. I do not support Antifa, for sure. And although they are considered as anti-autocratic facets, but they are very authoritarian. Most importantly, they follow the communist doctrine. Communism is a theory that has been rejected by the world in the past decades, but there are still some Asian countries who still worship communism today. You can tell that Antifa is autocratic through their actions.
For instance, if someone is against them, then they speak up that their actions are wrong. Antifa will either murder or harm that person. Personally, I do not think that's fair. Everyone has their own right to speak up their opinions. No one can intervene that. Now, let me tell you, younger generations, we are all young. We're born here with freedom in our hand, and I'm not telling you what to do, and that's right. As I said, I cannot intervene your thoughts. I only can encourage you to support President Trump, because if you are Christian or Catholic especially, then you know for sure in our Ten Commandments, we do not support abortion. It is against our religion and our morals in general. And if you all support abortion, it's considered as sin. I'm serious about this. And before you act or say anything, please remember why our grandparents, parents are here in America. Especially, why are we born here in America? That's all I have to say. Be mindful of who you are supporting. Do not follow what your friends or the larger population, but rather follow your own morality. I hope you all have a good night and be safe out there. Thank you. Cảm ơn quý đồng bào, đồng hương ở khắp nơi đã nghe cái phần phát biểu qua cái kỹ thuật là không có mặt ở đây của cô Lê Hồng Nhu. Bây giờ tôi xin được tiếp tục chương trình. Và xin quý vị nhẫn nại nha, quý vị nhớ nãy tôi nói không? Tức là lịch tâm tông miếu có nói là rời màn ảnh trễ nhất thì gặp nhiều may mắn. Ai đang ở trong hội trường này mà rời hội trường này cùng một lúc với ban tổ chức thì năm nay làm ăn rất là phát tài. Họ ghi như vậy, chúng không, tôi không biết mà ghi như vậy. Bây giờ tôi xin được nói một vài lời bằng tiếng Anh trước khi tôi hát một nhạc phẩm mà mấy cô ca sĩ với ban tổ chức nói là nhất định là tôi phải ca. Dạ tôi sao ạ? Không nói luôn, có gì không? Âm thanh lớn quá hay sao? Tôi nghĩ rằng là người điều khiển chương trình nên nhắc lại một điểm mà chúng ta có khi quên, đó là khi bầu cử ở từng địa phương và từng trung ương. Không chỉ có Tổng thống Trump. Dạ. Quý vị ở trong hội trường nhắc đó là bầu cử đó là không phải chỉ vote cho Tổng thống Trump là đủ, mà phải vote cho Đảng Cộng Hòa ở các địa phương. Dứt khoát là chúng ta phải bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Lý do tại sao thì bạn bà quý vị đã nghe. Bây giờ trở lại thì tôi xin được nói vài câu tiếng Anh. Ladies and gentlemen, within 40 years in this country, I have learned from my sponsor, my mentors, and all the moral fellow American does, we must respect and follow the value of U.S. law. Respect U.S. Constitution. Respect to the American flag. Respect and honor veterans. Support our troops. Appreciate men and women who serve or sacrifice their life for our country. Respect the position, not the person. So that we should respect the government position, respect the voting process and all the voters, respect the legal election result, no matter we are happy or not. My family totally support our current country, why we never forget in Vietnam, our original homeland. I would like to tell you, I love this country as I love my homeland. I love my family. So we will vote for Trump for more year, right? Yes or no? Yeah. Vote for Trump. Thank you. Thưa quý vị, cái tiết mục kế tiếp, chị Mary, tiết mục kế tiếp là gì? Tức là tôi được hát liền hả? Vâng. Mấy cô ca sĩ nhường cho tôi hát, bây giờ bạn Tiến chuẩn bị đánh bài Anh Phải Sống nha. Nhạc phẩm này là của nhạc sĩ Quỳnh Công Ánh viết cái đây 40 năm. Ông có viết một đoạn thứ hai để tôi biết ngày hôm nay, nhưng mà tôi không nhớ, tôi hát hai đoạn đầu thôi.
quý vị nghe nha. Không, không, anh phải sống. Xuống tập đi tiếp, xuống tập đi. Không, không, anh phải sống. Tôi phải sống, sống để về với bà con chòm xóm. Vùng, vùng lên tiêu diệt bọn chúng, giành lại tự do hạnh phúc ấm no. Không, không, anh còn đó, tôi còn đó. Sống bảo tàn xe bộ trôn đầy hố, để Việt Nam không còn giặc đỏ. Người người cùng nhau xây thầy quê hương. Xuống tập đi tớ, xuống tập đi. Không, không, anh phải sống, tôi phải sống, sống để về với bà con chòm xóm. Cùng, cùng lên tiêu diệt bọn chúng, giành lại tự do hạnh phúc ấm no. Không, không, anh còn đó, tôi còn đó. Sống bao tàn xe bụi chôn đầy hố, để Việt Nam không còn giặc đỏ. Người người cùng nhau xây lại quê hương. Cầm cù này, ta nhớ lấy. Cầm cù này, ta nhớ ghi. Cầm cù bọn giặc cùng ba nước buôn dân. Sẽ có một ngày anh được nói, sẽ có một ngày tôi được ca. Ta kêu anh em tiêu diệt cộng nô, ta vai chung vai gìn giữ lấy cơ đồ. Cảm ơn quý vị. Tôi nghĩ chắc bà nhà tôi bây giờ bà nằm ở nhà bà theo dõi, chắc bà chán tôi vậy lắm, bà nói sao bà hát gì mà dở quá. Cảm ơn quý khán thính giả khắp nơi. Bây giờ sẽ còn một nhà hai nhạc phẩm chót, đó là hai nhạc phẩm bằng tiếng Anh. Quý vị ở xa đừng có vội tắt máy, đừng có nghe nói nhạc phẩm Mỹ mà tưởng đâu ca sĩ ở đây hát không được. Ca sĩ ở đây đại đa số là nói tiếng Anh giống như tôi, tức là vẫn còn giọng nước mắm, tuy nhiên hát rất là độc đáo. Quý vị chờ để nghe. Mời các bạn lên sân khấu. Dĩ nhiên, bữa nay các bạn ăn gian có ca sĩ Mỹ hát chung nữa. Keep America great. Keep America great. Gotta stick to our guns. Keep the freedom we want. Keep America great. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. Let's join as one. Let me hear you say, vote Trump 2020. Go Trump 2020. Vote Trump 2020. Vote Trump. Keep America first. Keep America strong. We are all in the fight for our God-given rights. Keep America one. One, two, three, four. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. If you love your flag, let me see it wave. Vote Trump 2020. Vote Trump 2020. Vote Trump 2020. Vote Trump. Years. Come on everybody, four more years. Come on everybody, four more years. Come on everybody, four more years. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote, it's time to pray. Let's join as one, let me hear you say. Go Trump 2020. Go Trump 2020. Go Trump 2020. Vote Trump. Keep America great. Keep America great.
Xin cảm ơn quý vị.